chim. Ồ, bóng bay. Quả bóng bay này đến từ đâu? Ồ. Nè, bạn đã đập bể bóng bay của tôi. Bạn sẽ bị phạt. Hả? Ôi không. Ồ không, chuyện gì đã xảy ra? Tôi đã trừng phạt bạn. Bây giờ bạn đã bị bắt. Cứu. Mẹ ơi, chúng con sẽ cứu mẹ. Ồ, cảm ơn, làm nhanh đi con. Để họ đi. Không bao giờ, họ đã làm nổ bong bóng của tôi. Mình có ý này. Sắp tới. Wow, đó là slam. Này người bóng bay, tôi có slam. Wow, tôi có thể chơi với bạn không? Yeah. Hãy nhìn slam này. Tạm biệt. Wow. Cố lên. Màu đỏ đã xong. Ôi, ai đã làm bể bóng bay của tôi? Tuyệt. Hả? Này bạn, đến đây. Tôi thích disco. Bạn có muốn thử không? Tất nhiên, tôi muốn thử. Tôi thích disco. Tôi thích disco. Cố lên, Chris, làm đi nào. Hả? Tôi nghe thấy gì đó. Ai đó làm bể bóng bay của tôi. Chạy, Chris. Bạn có thể cho chúng tôi ra ngoài không? Vui lòng. Không bao giờ. Đã đến lúc giận dịp. Tôi hết giận dịp. Tôi thích dọn dẹp. Bạn có muốn thử không? Tôi muốn thử. Sợ lắm. Được rồi. Ok đi. Cố lên, Chris. Mẹ ơi, đừng lo. Hả? Ôi không. Ồ, nè. Người bóng bay. Chris, chạy nhanh. Những quả bóng bay đáng yêu của tôi. Hãy làm một bữa tiệc bóng bóng. Yay. Bông bóng, tôi thích những bông bóng này. Bạn có muốn thử không, người bông bóng? Thật tuyệt vời. Tôi rất hạnh phúc. Đi đập bông bóng. Ok, của bạn. Nicole, con cần phải đập những quả bóng bay này. Đừng lo lắng. Này. Chạy, Nikon, chạy. Chạy. Bạn đã đập bong bóng của tôi nữa rồi. Yes. Bạn có muốn chơi không? Ừ, tôi muốn chơi. Bạn có một chiếc xe tuyệt vời. Hey.
Màu xanh, Chris, đặt nó đi. Chris, hãy cẩn thận. Nè, ôi không. Hả, chạy đi, Chris, chạy, chạy. Ôi không, đây là bóng bay của tôi. Làm thế nào tôi có thể đắn lạc hướng người bong bóng? Nó sẽ làm được. Hả? Âm thanh này đến từ đâu? Ai vậy đi, không được ngủ. Đó là những gì tôi nghe được. Ăn ngáy ngủ rồi. Cố lên các con, đập nó. Bịt tay lại. Cái gì? Hả? Hả? Yeah! Chạy chạy. Không. Thật đáng tiếc. Wow, này, người bong bóng đến đây. Hả? Không, tôi sẽ không bỏ lại những quả bóng bay cuối cùng của mình. Này, người bong bóng bay đến đây. Nó có nghĩa là gì? Ai, nè người bong bóng. Thật là một nơi tốt. Yeah. Mẹ ơi, con sẽ cứu làm mẹ. Làm ngay đi. Yeah. Chris, nhìn kìa. Ôi, cảm ơn con thân yêu. Không, những quả bóng bay đáng yêu của tôi. Ôi không. Ôi, những quả bóng bay đáng yêu của tôi. Chúng ta nên làm gì các con? Con có ý này. Của bạn nè. Cho mình ư? Dạ. Cảm ơn. Ôi, một quả bóng bay. Tạm biệt. Anh ấy biến mất. Các em ơi, giờ đây các em thấy rằng các em có thể vượt qua mọi thử thách khi ở bên bạn bè và gia đình của mình. Sàn nhà toàn dung nham. Nicky cần giúp đỡ. Linh cứu hỏa để cứu bạn hôm nay. Đi thôi. Em ở đây. Bắt đầu nhé. Nói lời tạm biệt chung nha. Cảm ơn Flash. Không có gì Nicky. Làm tốt lắm. Còn bạn? Tuyệt vời.
Tôi sẽ có mặt ở đó. Mình chọn cái gì đây? À, là cảnh sát. Cảnh sát để cứu bạn hôm nay. Đi thôi. Oh yeah. Chào. Chào. Đây có nghĩa là không vứt rác bừa bãi. Oh, tôi rất xin lỗi. Phạt 10 đô la. Được rồi, xin lỗi. Zoom, zoom, zoom. Tuyệt. Tôi cần bác sĩ. Cứu, cứu. Oh yeah. Cứu, cứu. Nicky cần giúp đỡ. Cái nào, mình sẽ chọn cái nào. Bác sĩ. Ta-da. Bác sĩ Flush sẽ cứu bạn hôm nay. Bạn sẵn sàng chưa? Yuhu. Oh yeah. Chào. Chuyện gì vậy? Tôi bị đeo chân. Tôi vừa nhận được một cái gì đó cho cậu. À ha. Đập tay. Cảm ơn Flash, không có chi Nicky. Chris, anh quá nhỏ. Em đưa anh đi đâu vậy?